các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn series làm những đồ trang trí treo tường. Và bây giờ mời các bạn vào theo dõi video chi tiết của mình. Và để làm được đồ trang trí ngày hôm nay, ở đây thì mình cũng đã cắt ra từ tấm bìa cắt tông một hình tròn có kích thước bán kính đấy là 21 x 21cm. Và ở đây thì mình cũng đã cắt thêm một nửa đường tròn khác nữa. Thì mình sẽ sử dụng hai đường cắt tông này để làm phần nền. Thì trước tiên để cho cái phần khung nền của mình được nổi bật, mình sẽ kê lên trên đây một mẫu giấy. Và tiếp theo sẽ sử dụng một lọ sơn có gam màu đen để quét lên trên cái bề mặt tấm bìa cắt tông này, để cho cái phần nền của mình trông nó sẽ được đẹp hơn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một chiếc cọ lông này. Sau đấy là sẽ quét đều cái màu sơn màu đen lên trên bề mặt đường tròn hình cắt tông mà mình đã cắt được. Cứ như thế này thì mình sẽ quét cho đến hết đường tròn. Và tương tự với một nửa đường tròn cầu vồng mà mình cũng đã giới thiệu, mình cũng sẽ quét lên một lượt sơn màu đen nhé. Ở đây mình cũng đã quét gần hoàn thiện được cái đường tròn này rồi. Thì để cho cái đường tròn này nó sẽ nhanh khô hơn thì mình cũng sẽ đem, sau khi mình đã quét sơn xong, mình cũng sẽ đem đi hong khô nhé. Mình đã quét khá là đều và bây giờ mình sẽ đem đi hong khô. Thì tương tự với đường tròn, ở nửa bán kính đường tròn này cũng sẽ được mình quét lên một lớp sơn màu đen và cũng sẽ đem hong phơi khô cùng nhé. Và sau khi khoảng cách chờ đợi cho cái lớp sơn của mình trên tấm bìa cắt tông được khô, mình sẽ hướng dẫn các bạn bước tiếp theo. Mình sẽ đi chuẩn bị cuốn những chiếc que giấy. Thì đây là một gam màu xanh lá mạ đã được mình cắt ra, có kích thước là 5 x 30cm. Và trên tay mình đang cầm là một que gỗ chuyên dụng. Mình sẽ đặt lên trên mép giấy của mình để tạo những chiếc que giấy để có thể trang trí cho cái đồ trang trí của mình ngày hôm nay. Thì ở đây thì mình cũng sẽ đặt lên trên, sau đấy là mình sẽ quấn từ từ cái mép giấy của mình lên que gỗ. Và mình sẽ quấn đều tay một chút cho cái que của mình nó được đều. Và sau khi hết cái que đến đâu, mình sẽ kéo xuống để có thể quấn được hết cái tờ mép giấy của mình. Thì ở đây mình cũng đã quấn được một que giấy rồi và mình sẽ cố định lại. Và mình sẽ rút cái que gỗ chuyên dụng của mình ra. Và ở đây là một chiếc que giấy của mình. Thì để có thể trang trí cho cái phần khung của mình được đẹp hơn, ở đây mình cũng đã chuẩn bị và quấn khá là nhiều những chiếc que giấy tương tự nữa. Và sau khi đã chuẩn bị được những chiếc que giấy đều nhau để trang trí cho cái khung của mình, bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến các bạn làm những bông hoa để trang trí tiếp cho cái phần khung của mình. Ở đây là hai gam màu hồng và gam màu vàng đã được mình cắt và chuẩn bị có kích thước là 6 x 6. Và ở đây là những mẫu giấy đã được mình cắt ra và chuẩn bị có kích thước là 6 x 6. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai bông hoa có hai gam màu khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ cần gập chéo mẫu giấy của mình lại và các mép mình sẽ đặt để bằng nhau để cánh hoa của mình nó được đều. Tiếp theo mình sẽ gập chéo thêm lần thứ hai. Thì sau khi cũng đã gập được lần thứ hai rồi thì mình sẽ từ hai bên mép cánh giấy mình sẽ mở sang hai bên. Mình sẽ mở hai bên cánh giấy sang hai bên và cũng dùng tay để ấn định xuống cho các mép nó được đều nhau. Bây giờ thì mình sẽ lấy tiếp tục một cánh giấy nữa và đặt vào giữa. Và sau khi lật ngược lại mình sẽ cắt đi cái phần mũi nhọn thừa bên trên. Và mở cánh giấy tiếp tục ra thì mình cũng sẽ lấy tiếp tục. Sau khi mình đã có mẫu giấy như thế này, mình sẽ sử dụng một cây chì, sau đấy là vẽ lên đây hình một cánh hoa. Và mình sẽ vẽ một cánh hoa tròn ở trên này. Mình cũng đã vẽ tương đối là đều rồi, tròn rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt ra nhé. Mình sẽ cắt theo cái đường chì này, làm sao trông cho cái bông hoa của mình nó được đều và đẹp. Ở
đây mình cũng đã cắt xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để xem những cánh hoa của mình là đều hay chưa. Và đây mình đã có một bông hoa 8 cánh khá là đẹp. Thì ngày hôm nay mình sẽ cắt hai cánh hoa ra để làm một bông hoa 6 cánh, để nó có thể chụm lại, trông nó sẽ được đẹp hơn. Vậy là mình sẽ cắt đi một cánh hoa, mình sẽ loại bỏ đi một cánh hoa và một nửa cánh đối bên liền kề nữa, và sẽ cho keo lên và cố định hai cánh hoa lại. Là vậy là từ một bông hoa 8 cánh mình sẽ có được một bông hoa 6 cánh khá là đều và đẹp. Và bây giờ mình sẽ để bông hoa của mình ở đây. Tương tự như bông hoa màu hồng này và bông hoa màu vàng, mình cũng sẽ gấp tương tự để có thêm được những bông hoa màu vàng thật là đẹp và hài hòa màu sắc với bông hoa màu hồng. Ở đây mình cũng đã gấp và cũng mở sang hai bên cánh giấy tương tự, cách gấp thì cũng sẽ giống nhau nên là mình cũng sẽ không giới thiệu nữa. Ở đây mình cũng sẽ cắt đi cái phần thừa này. Và ở đây mình cũng đã dùng bút chì vẽ và cũng đã cắt được một bông hoa khá là đều các cánh. Bây giờ thì mình cũng sẽ loại bỏ đi một cánh hoa và một nửa cánh liền kề, tương tự như bông hoa màu hồng nữa, để có được thêm một bông hoa màu vàng thật là đẹp mắt. Bây giờ mình cũng sẽ cho keo lên cánh hoa này và cũng sẽ cố định lại. Vậy là ở đây mình đã có hai bông hoa màu hồng và màu vàng. Thì để tiếp tục trang trí cho bông hoa của mình thì mình sẽ chuẩn bị những hạt xốp để làm phần nhụy cho bông hoa. Và bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị những hạt xốp. Thì ở đây mình đã chuẩn bị được hai hạt xốp có gam màu cam khá là bắt mắt. Và mình sẽ bôi một chút keo lên hạt xốp này. À, sẽ cố định vào chính giữa ngay bông hoa của mình để trông bông hoa của mình sẽ được nổi bật hơn. Ở đây mình cũng đã cố định được có bông hoa màu vàng rồi. Tương tự đối với bông hoa màu hồng, mình cũng sẽ đặt ở giữa hạt xốp này. Và mình cũng sẽ căn chỉnh những cánh hoa một chút, trông cho nó sẽ được đẹp hơn. Và để trang trí cho cái khung hình của mình ngày hôm nay, ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều những bông hoa có cùng màu sắc và kích thước tương tự như mình đã vừa hướng dẫn đến các bạn. Và sau khi những bông hoa đã được mình chuẩn bị khá là đẹp mắt và đủ rồi, thì cái đường bán kính đường tròn của mình cũng đã khô. Bây giờ thì mình sẽ lật ngược cái bán kính này lại và sẽ căn ở giữa làm sao trông cho nó thật là đều nhau. Thì bước tiếp theo mình sẽ cố định những cái que giấy mà mình đã quấn được lên trên cái hai cái mẫu giấy này. Thì ở đây mình cũng sẽ cần đo, sau đấy là sẽ chia khoảng cách và sẽ cố định que giấy đầu tiên của mình lên đây. Và mình sẽ bôi keo lên trên tấm bìa cắt tông này, ở hai cái phần tấm bìa cắt tông. Và bây giờ mình sẽ cố định que giấy đầu tiên của mình lên. Ở đây mình cũng sẽ cắt đi cái phần que giấy thừa này, làm sao cho cái khuôn của mình nó được gọn gàng hơn. Thì tương tự như que giấy mình đã vừa cuốn được, ở bên này mình cũng sẽ cố định thêm một que giấy tiếp theo nữa. Mình sẽ đặt những chiếc que giấy sang hai bên trước, sau đấy sẽ căn ở những cái điểm giữa để cho cái phần khung của mình nó được đều hơn. Ở đây thì mình cũng đã cố định được que giấy thứ hai nữa rồi. Và bây giờ thì sau khi đã cố định được hai bên, mình sẽ cố định một que giấy nữa ở ngay tâm giữa. Và mình cũng sẽ bôi keo lên, sau đấy là sẽ đặt cái que giấy của mình lên. Và từ tâm giữa này mình sẽ đặt những que giấy nữa căn đều nhau ở hai bên, làm sao cho thật là đẹp mắt. Và ở đây mình cũng đã cố định thêm những chiếc que giấy khác lần lượt so le nhau, liền kề nhau và chia khoảng cách rất là đều ở một nửa bán kính đường tròn. Và cũng như thế này mình cũng sẽ đặt thêm những que giấy khác liền kề ở bên góc trái của mình, cũng tương tự như bên góc phải, cho nó thật là đều nhau nhé, để cho cái phần khung của mình trông thật là đẹp mắt nhé. Ở đây thì mình cũng đã vừa cố định một que giấy rồi. Tương tự bây giờ mình cũng sẽ cố định tiếp theo những que giấy khác nữa liền kề và khoảng cách sẽ thật là đều nhau.
Và cũng tương tự như thế như bên đối diện này. Bây giờ sẽ là những que giấy tiếp theo cũng sẽ được mình cố định lên. Và sau khi mình cũng đã cố định thêm những que giấy liền kề và đều nhau thì bây giờ mình sẽ lật ngược lại đối với phần khung của mình. Và phần ngược lại thì ở đây các bạn cũng đã thấy rõ rệt những cái que giấy của mình khá là đều. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đặt những bông hoa của mình lên đây. Trước tiên thì mình sẽ cố định một bông hoa màu vàng của mình. Và bây giờ mình sẽ tán những cái cánh hoa của mình ra một chút để cho bông hoa của mình nó được to và đẹp hơn. Thì mình sẽ cho một chút keo vào phần ở dưới đáy bông hoa và cố định bông hoa đầu tiên ngay ở chính giữa của phần khung hình tròn. Sau khi đã cố định được bông hoa màu vàng rồi, liền kề thì mình sẽ cố định bông hoa màu hồng. Mình sẽ đặt cho Sika một chút để chút nữa mình sẽ trang trí những chiếc lá của mình lên bên cạnh. Vậy là mình cũng đã cố định được bông hoa màu hồng tiếp theo. Thì sau khi đã cố định được rồi, tiếp đến nữa mình sẽ làm so le tiếp bông hoa màu vàng đặt lên nữa. Cứ một bông hoa màu vàng và mình sẽ cố định một bông hoa màu hồng, rồi lại đến những bông hoa màu vàng. Và sẽ so le màu như thế cho đến hết cái đường tròn để cho nhìn cái khung của mình nó được đẹp mắt và xinh xắn hơn. Ở đây mình cũng đã đặt được hai bông hoa màu vàng. Và bây giờ sẽ là bông hoa màu hồng thứ hai sẽ được mình cố định lên khung hình tròn. Những bông hoa đã được mình đặt lên đây trông cho cái phần khung của mình cũng đã nổi bật còn rất là nhiều rồi. Tiếp đến mình sẽ đặt thêm bông hoa màu vàng lên nữa. Và bây giờ sẽ lại là bông hoa màu hồng. Và cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ không giới thiệu nhiều nữa và mình sẽ đặt cho đến hết cái đường tròn của mình nhé. Và ở đây mình đã cố định rất là nhiều những bông hoa đan xen màu sắc với nhau lên đường tròn. Và bây giờ thì mình sẽ cố định bông hoa màu hồng cuối cùng lên đường tròn của mình. Là mình sẽ hoàn thiện trang trí được đường tròn của mình rồi. Ở đây thì những bông hoa rất là bắt mắt đã được mình đặt lên đây. Mình cũng sẽ giữ tay cho các bông hoa của mình nó được thật là dính chặt. Và bây giờ mình sẽ dùng tay của mình và chỉnh sửa những cánh hoa của mình tán ra, trông nó sẽ được đẹp hơn. Và đây là một đường tròn hoa của mình rồi. Bước tiếp theo thì đối với ở cái nửa đường tròn bên dưới, mình cũng sẽ đặt những bông hoa của mình lên. Thì khác biệt với cái phần trên của đường tròn mình đã đặt bông hoa màu vàng, thì ở dưới đây mình sẽ cố định bông hoa màu hồng vào ngay chính giữa. Tiếp theo ở hai bên mình sẽ cố định hai bông hoa màu vàng. Mình sẽ đặt hai bông hoa màu vàng sang hai bên. Đây là bông hoa màu vàng đầu tiên. Bên kề sẽ là một bông hoa màu vàng nữa. Tiếp theo với hai bông hoa màu vàng sẽ là những bông hoa màu hồng. Cũng sẽ được mình đặt sang bên. Đây là bông hoa màu hồng đầu tiên. Và bên cạnh bông hoa màu vàng đối bên mình cũng sẽ cố định thêm một bông nữa. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đặt bông hoa màu vàng lên. Tương tự bên này cũng thế nhé. Và sau khi mình đã đặt hai bông hoa màu vàng lên cái đường tròn của mình, ở trên cùng này mình cũng đã đặt thêm hai bông hoa màu hồng. Vậy là ở đây hai cái đường tròn khuyết và cái đường tròn của mình cũng đã được đặt những bông hoa rất là xinh xắn. Tiếp đến đây là những chiếc lá cây mà mình đã chuẩn bị được để trang trí lên bông hoa của mình. Bây giờ thì mình sẽ đặt những chiếc lá cây lên đây. Và sau đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được những chiếc lá cây như thế này nhá. Ở đây thì mình sẽ đặt vào giữa hai bông hoa của mình chiếc lá cây đầu tiên. Tiếp theo nữa sẽ là chiếc lá cây thứ hai. Và bây giờ sẽ là chiếc lá cây thứ ba cũng sẽ được mình đặt pho le giữa hai bông hoa. Thì sau khi cũng đã cố định chiếc lá cây, nhìn cái khung của mình cũng đẹp hơn rất là nhiều. Và mình sẽ để lên một lên trên và sẽ giới thiệu các bạn làm chiếc lá cây như mình đã vừa đặt lên. Đây là mẫu giấy cũng màu xanh lá cây mà mình đã chuẩn bị sẵn. Và mình đã để với kích thước là 9x9.
để cắt được nhiều bông hoa hơn. Bây giờ thì mình sẽ để tô mẫu giấy một chút và sau đấy là mình sẽ gấp nhiều nếp gấp lại để có thể chút nữa mình sẽ cắt được nhiều chiếc lá cây hơn. Ở đây thì mình sẽ gấp nhiều cái phần nếp gấp này cho đến hết mép giấy của mình. Nếu các bạn cẩn thận hơn thì có thể cắt ra từng mẫu giấy một để có thể cắt lá cây của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ gấp đôi mẫu giấy của mình và dùng tay để ấn định xuống cho cái nếp gấp của mình nó được rõ rệt hơn. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo và cắt tạo thành hình một chiếc lá. Mình sẽ dùng kéo và đưa theo cái mẫu giấy này để có thể tạo thành hình chiếc lá nhé. Sau khi đã cắt xong và mình sẽ mở ra. Và đây mình đã có được khá là nhiều những chiếc lá. Và mình sẽ để ra một chiếc lá để giới thiệu đến các bạn thôi. Mình sẽ cắt đi phần trên đây và để tạo được phần viền như những chiếc lá mình đã vừa đặt, mình sẽ dùng kéo, sau đấy là sẽ dần dần từ trên xuống dưới cắt vào bên trong một chút để chiếc lá của mình có phần viền trông nó sẽ được đẹp hơn nhé. Bây giờ mình sẽ đưa đến phần giữa và tiếp theo sẽ là phần bên dưới. Ở đây thì mình cũng đã tạo phần viền rồi. Thì như các bạn đã thấy ở đây là những cái phần gân lá cũng đã được mình gấp lại. Thì để có được phần gân lá như thế này từ tâm điểm giữa với những cái vết cắt ở phần viền lá, mình sẽ gấp chéo, lật qua lật lại để có được cái phần viền lá nhé. Mình sẽ gấp qua lật lại như thế này để tạo thành cái phần viền lá cho cái phần gân lá, cho cái chiếc lá của mình trông nó sẽ chân thật và được đẹp hơn. Sau khi đã gặp được rồi và bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem cái chiếc lá của mình nhá. Và đây, đây là mình đã vừa hướng dẫn các bạn làm được chiếc lá tương tự như thế. Và sau khi đã có được những chiếc lá tương tự rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cố định tiếp lên cái sản phẩm của mình. Ở đây là những chiếc lá rất là đẹp mắt đang được mình trang trí lên cái đường tròn khuyết. Bây giờ thì mình sẽ hoàn thiện cho đến hết cái đường tròn này của mình để trông cho phần khung của mình được đẹp mắt hơn. Tiếp đến sẽ là chiếc lá cuối cùng được mình đặt lên. Ở đây mình cũng đã bôi keo lên bên dưới của chiếc lá rồi và bây giờ mình sẽ đặt lên đây thôi. Và ở đây bên dưới mình đã cố định những chiếc lá làm cho phần khung của mình đã nổi bật hơn rất là nhiều. Thì tương tự đối với những bông hoa bên trên cũng sẽ được mình đặt những chiếc lá tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ cố định những chiếc lá của mình lên cái đường tròn ở bên trên. Và cũng như với nửa bán kính đường tròn bên dưới thì mình cũng sẽ đặt sole những chiếc lá của mình lên. Là mình có thể hoàn thiện được một cái đồ trang trí thật là đẹp mắt rồi. Nếu các bạn yêu thích sản phẩm của mình thì hãy nhớ cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để mình có những động lực ra những video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn nhé. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp cho cái cho những sản phẩm của mình thì hãy để ở dưới phần bình luận và mình sẽ có thể cải thiện hơn với những video tiếp theo của mình. Và ở đây là một nửa đường tròn cũng đã đang được mình đặt những chiếc lá lên vô cùng là đẹp mắt. Thì tương tự như thế này, mình sẽ hoàn thiện hết một nửa đường tròn còn lại. Và sau khi mình đã đặt ở đây một chiếc lá nữa, vậy là mình cũng đã hoàn thiện được đồ trang trí của mình ngày hôm nay bằng sự kết hợp những chiếc lá màu xanh và những bông hoa có gam màu hồng và màu vàng. Thì đây là tổng thể cái sản phẩm của mình. Thì đối với đường tròn bên trên là mình cảm thấy là rất là thích hợp. Nếu như có thể đặt ở trên đây một cái chiếc đồng hồ để trang trí treo tường thì trông nó sẽ được đẹp hơn. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh cho mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.